Và tiếp nối trong Việt Nam ngày mới sáng nay thì chúng tôi lại mang đến cho quý vị một chuyên mục chắc hẳn là sẽ mang cho quý vị rất nhiều năng lượng tích cực. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với khách mời đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng ạ, và tại sao Nga Quỳnh lại dùng từ năng lượng tích cực? Bởi vì đây là một chàng trai trẻ nhưng rất tài năng. Thưa quý vị, cụ thể chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chàng trai 9X nhưng đang đảm nhận vị trí CEO của một công ty tổ chức một trong những cuộc thi nhan sắc đình đám nhất hiện nay, đó là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hành trình 15 năm của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và thành tích của nhiều nàng hoa hậu như là Hoa Nhi, Khánh Vân hay là Ngọc Châu đều có bóng dáng của chàng trai trẻ này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ CEO của công ty Unimedia, Trần Việt Bảo Hoàng. Bất cứ ai là thành viên của cộng đồng fan sắc đẹp Việt sẽ không thể không biết đến nam CEO của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Trần Việt Bảo Hoàng. Anh khiến nhiều người ấn tượng bởi sự tài giỏi khi điều hành công ty quản lý các hoa hậu lớn nhất nhì Việt Nam hiện nay cùng khả năng kinh doanh tốt. Là một 9X thành công, Trần Việt Bảo Hoàng trở thành hình mẫu mơ ước mà nhiều bạn trẻ đang hướng đến. Phương Thảo mến gửi lời chào đến quý vị khán giả của Việt Nam ngày mới và giới thiệu cùng với tất cả quý vị. Bên cạnh Phương Thảo lúc này đó là Trần Việt Bảo Hoàng, CEO của Unimedia và là trưởng ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chào Bảo Hoàng, cảm ơn Hoàng rất nhiều đã dành thời gian cho khán giả của Việt Nam ngày mới. Xin chào MC Phương Thảo và xin chào tất cả khán giả của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trước tiên thì mình sẽ bắt đầu với những câu hỏi nhanh đáp nhanh một chút nha. Trần Việt Bảo Hoàng thì là sinh năm bao nhiêu? Hoàng sinh năm 1991. Tốt nghiệp ngành gì ở trường nào? Hoàng tốt nghiệp quản trị kinh doanh kinh tế quốc tế của trường Đại học Ngoại thương. Đến nay thì làm CEO cho Unimedia được bao nhiêu năm rồi? Hoàng làm CEO được 5 năm rồi. Cái điều mà mình cảm thấy khó khăn nhất khi mà mình làm việc với những nàng hậu là gì? Khó khăn nhất là mình có mang giày độn lên, mình cũng không cao bằng các bạn. Vậy niềm vui lớn nhất khi mà được làm với những người phụ nữ xinh đẹp là gì? Là được làm với những người xinh đẹp hơn mình. Và thật ra làm với mỗi bạn có một cái màu sắc khác nhau, một cái cá tính khác nhau. Mình có cái sự thú vị của cái việc là luôn đổi mới, luôn học được những điều mới. Nhìn chung là xung quanh mình toàn là cái đẹp thôi đúng không? Và nó sẽ tạo cho mình nguồn cảm hứng để làm việc mỗi ngày ha. Bây giờ thì mình sẽ nói một chút về Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Cuộc thi đã chính thức khởi động, nhưng mà Thảo có một cái cảm giác hình như nó vẫn hơi lặng lẽ đúng không? Thật ra cho tới thời điểm hiện tại thì Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đã khởi động cuộc thi ảnh thôi. Tức là phần thi online thôi, mình vẫn chưa chính thức khởi động cuộc thi chính thức. Khi mà kick off cuộc thi chính thức thì thông thường là sẽ bắt đầu bằng một buổi họp báo. Thì lúc đó thì có thể là các thông tin về truyền thông, về lộ trình cuộc thi, về chủ đề cuộc thi, về hình ảnh chủ đạo của cuộc thi sẽ được công bố ra. Lúc đó thì mọi người sẽ quen với nhận diện cuộc thi hơn. Vậy chính thức thì khi nào nó sẽ được chính thức khởi động? Dự kiến của Hoàng là đầu tháng 8. Tuyển sinh sẽ rơi vào khoảng tháng 10. Giai đoạn bán kết chung kết sẽ rơi vào tháng 11, 12 và đêm chung kết dự kiến sẽ ngay trước đêm Giáng sinh là ngày 23 tháng 12. Mặc dù Hoàng nói rằng là khi mà chính thức họp báo công bố thì mình mới show cho mọi người biết là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức là sẽ có gì trong năm 2023. Nhưng mà có thể nào qua ngày hôm nay ưu ái một chút với khán giả của Việt Nam ngày mới bật mí một trong những cái điểm nhấn đặc biệt mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sẽ có được không? Cái điều đầu tiên là Hoàng nghĩ mọi người rất là quan tâm, đó là về chủ đề của cuộc thi. Ví dụ như là 2019 là trái tim dũng cảm, là Brave Heart. 2022 là Vinam Woman, là bản lĩnh Việt Nam. Thế thì với một cái thời điểm như 2023, một cái cột mốc 15 năm, rất là nhiều câu chuyện về cái việc như mọi người hỏi là bây giờ và rồi sao nữa, thương hiệu này sẽ tiếp tục như thế nào, làm cho Hoàng nghĩ rất nhiều về cái chữ tương lai. Và từ đó thì cái cảm hứng của mình, cái chủ đề của mình cho cái cuộc thi năm nay nó cũng có cái điều gì đó có mang hơi hướng cái cảm hứng của tương lai vào trong cuộc thi. Tương lai của thị trường sắc đẹp, tương lai của công chúng, của khán giả, làm như thế nào để giữ được sức hút, giữ được thị hiếu của khán giả, không ngừng làm mới bản thân và làm cho khán giả không cảm thấy nhàm chán, thì nó sẽ lồng ghép vào trong cả hình ảnh chủ đạo và tinh thần chủ đạo của cuộc thi năm nay. Cái điểm thứ hai nữa là mình mở rộng thêm về cái đối tượng dự thi. Điều đầu tiên đó là độ tuổi, thì năm nay mình sẽ gia hạn cái độ tuổi lên 30. Và cái tinh thần của cái người phụ nữ mà cuộc thi Hoàn vũ Việt Nam trong cái chương tiếp theo tìm kiếm sẽ là một người phụ nữ mang tinh thần lãnh đạo, không phải chỉ có sức hấp dẫn bằng lời nói mà họ phải sắp hấp dẫn bằng hành động, và cái hành động đó phải tạo nên một cái sức ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng. Vì vậy mà năm nay mình đi tìm một cái cô gái lãnh đạo dám nói dám làm và có thể gọi là lãnh đạo được công chúng, được dư luận bằng những cái hành động thiết thực và cụ thể của mình. Mỗi năm thì cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
đều được biết đến như là một cái cuộc đấu giữa những ngựa chiến. Thế thì không biết là năm nay thì mình có kỳ vọng cái sức hút của mình đối với các ngựa chiến, những sắc đẹp đã có nem nhất định ở trên thị trường không? Đó là một cái điểm mà mình rất là tự hào đối với cuộc thi Hoa Hồng Vũ, là luôn thu hút rất là nhiều những cái gương mặt thí sinh mạnh. Mạnh ở đây thì có thể là cả những cái gương mặt đã rất quen thuộc, và kể cả những gương mặt mới nổi lên, mọi người cũng cảm thấy rất là oh wow. Cái hấp dẫn của nó là sự cân bằng trong cái cuộc chiến của cả những gương mặt cũ và những gương mặt mới. Ví dụ như mình nhớ năm ngoái có một gương mặt là Lệ Nam đi. Lệ Nam đã từng thi những cuộc thi khác về người mẫu, nhưng đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi sắc đẹp và được rất là nhiều sự ủng hộ và sự chú ý của công chúng. Hoặc là cả những gương mặt quay trở lại lần thứ hai, lần thứ ba như Hương Ly, Hoàng Phương vẫn tạo được cái dấu ấn và sức hút nhất định. Thì mình nghĩ là cái hay của Hoa hậu Hoàng Vũ là nó rất khó đoán. Một trong những cái điều mà Thảo thấy là cái sức hút của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam đó là cái sự gắn liền với Miss Universe. Tuy nhiên là năm nay thì mình không còn giữ bản quyền Miss Universe nữa. Hoàng có nghĩ đó sẽ là một cái bất lợi trong việc thu hút thí sinh đến với Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2023 không? Thật ra Hoàng nghĩ là cái việc hợp tác giữa Miss Universe là cái câu chuyện tạo ra sau cuộc thi, tức là ví dụ như có một cái bước đệm cho các bạn sau khi đã đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, thì có một cơ hội để đại diện Việt Nam đến với một đấu trường quốc tế. Và ở giai đoạn mới khi mình không có bản quyền Miss Universe thì buộc lòng mình phải gọi là tìm cách có những cái bản quyền mới, hợp tác mới hoặc là cơ hội mới cho thí sinh của mình. Tuy nhiên là Hoàng tin chắc một điều là tất cả các thí sinh khi đến với cuộc thi họ đều hiểu cái mục tiêu tối thượng, đó là đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam và phụng sự những sứ mệnh của một hoa hậu, không thuần túy chỉ là đi thi quốc tế. Có một cái thực tế và mọi người chia sẻ rất là nhiều, đó là hiện nay chúng ta đang bị bội thực hoa hậu bởi vì có quá nhiều các cuộc thi nhan sắc. Hoàng suy nghĩ như thế nào về điều này? Hoàng nghĩ đầu tiên cái việc mà nở rộ có thêm rất là nhiều những cuộc thi hoa hậu, nó thể hiện một cái dấu hiệu trước mắt là tích cực của thị trường, chứng tỏ là thị hiếu khán giả phải quan tâm, nhà tài trợ phải đầu tư vào. Tuy nhiên là sau cái giai đoạn nở rộ thì cũng sẽ tới giai đoạn thu gọn lại. Tức là từ đó những cuộc thi nào mà chất lượng tổ chức kém, hoặc là không có cái hậu cho người đăng quang, sức hấp dẫn với công chúng, với thị trường, với nhà tài trợ không có, thì đương nhiên sẽ bị thị trường đào thải đi thôi. Hoàng nghĩ đó là quy luật. Những nhà tổ chức còn lại, những đơn vị, những cuộc thi còn lại sẽ là những cuộc thi được chắt lọc bởi thị trường. Vì vậy mà chất lượng sẽ tốt, chất lượng thí sinh cũng sẽ tốt. 20 đến 50 hoa hậu, thế thì ai là người ở lại trong đầu khán giả? Thì cái việc đó nó đòi hỏi cả cái công tác cộng hưởng của đơn vị tổ chức nữa. Mình cần nhìn lại cái sức mạnh về nội lực và đội ngũ của mình. Đó mới là cái giá trị làm nên cái thành công của cuộc thi này cho tới thời điểm này. Kiểu như là khi mà chúng ta có một cái thị trường lớn thì mình càng phải tuân thủ theo cái quy luật thị trường, đúng không? Ai thật sự xuất sắc thì sẽ tồn tại. Chúc mừng cho Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam với cột mốc 15 năm và cộng cộng. Hy vọng là tương lai của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam thì sẽ cũng gặt hái thêm nhiều sự tin tưởng của khán giả. Và đặc biệt là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2023 sẽ là một mùa thành công hơn nữa. Dạ. Cảm ơn Bảo Hoàng rất là nhiều ngày hôm nay đã cùng chia sẻ với khán giả của Việt Nam Ngày Mới. Cảm ơn Phương Thảo, cảm ơn các khán giả của Việt Nam Ngày Mới và Truyền Quốc Hội. Và thưa quý vị, đến đây thì cuộc trò chuyện của Phương Thảo cùng với Trần Việt, Bảo Hoàng cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt ạ.